Xin được hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, vận khí của thiên địa cũng như của con người vận động không ngừng. Cứ qua mỗi thời điểm khác nhau thì sẽ có sự thay đổi lớn về thời vận. Thế nên quý vị, chúng ta nhất định cần phải xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 1 âm lịch của mình. Và từ đó thì chúng ta sẽ nắm bắt được thiên cơ, từng bước hóa giải được vận hạn để đón về tài lộc với mình cũng như là may mắn cho gia đình. Xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 1 âm lịch sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta biết được cuộc sống của mình trong tháng 1 sẽ có được những thay đổi như thế nào, gặp sao chiếu gì, vận hạn ra làm sao, và điều này có ảnh hưởng đến vận hạn sức khỏe, gia đạo, công việc hay là không, và từ đó thì chúng ta sẽ biết được những việc cần thiết phải làm để gia tăng tài lộc và may mắn trong tháng 1 này. Vâng, và thưa quý vị, đồng thời qua việc xem tử vi thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng đưa ra những phương pháp hóa giải nhanh chóng và chính xác nhất giúp cho quý vị phần nào giảm thiểu được những vận hạn hung họa sẽ xảy đến với mình trong tháng 1 âm lịch này, và từ đó thì chúng ta sẽ xua cát tị hung. Sau đây thì sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh cùng với sự hợp lý. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến cho tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ ngoài chính là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Người sinh năm Dậu nói chung coi tính logic, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ phẩm chất nói trên. Tuy nhiên với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sự sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Tháng này, người tuổi Dậu sinh năm 1957 khá yên bình, bản mệnh không phải đối diện với nhiều sóng to gió lớn. Trên phương diện sự nghiệp, dù tổng thể mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, song bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến các chi tiết, đề phòng kẻ xấu tìm cơ hội chen chân, phá hoại công lao của mình. Trong năm này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào. Vì thế, bạn cần phải hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc của chính mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt rèn luyện hợp lý. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Dậu cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen và sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong năm 2022, người tuổi Đinh Dậu bước sang tuổi 65. Ở độ tuổi này có thể an nhàn hưởng lương hưu, nhưng vẫn có người nặng tâm với sự nghiệp nên vẫn đang hăng say làm việc. May mắn là trong tháng gia chủ không phải chịu quá nhiều áp lực, thậm chí nếu có thì cũng sẽ chủ động tìm cơ hội để giải tỏa. Công việc có bước tiến triển ổn định, tạo nguồn động lực và sự yên tâm rất lớn cho con giáp này. Trong tháng, vận quý nhân vượng, nhờ vậy mà các hạng mục dự án hợp tác đều tiến hành trôi chảy, lợi nhuận thu về khả quan. Tuy nhiên, nên tránh các việc dính dáng tới pháp luật, tranh chấp, kiện tụng, kẻo sẽ nhận phần thua thiệt về mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Xem tử vi tháng Nhâm Dần, tài vận của gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957 khá hanh thông, bản mệnh tự chủ được về kinh tế, còn hỗ trợ được cho con cháu. Cơ hội đầu tư trong năm không ít, đặc biệt là trong các dự án bất động sản. Nếu thấy hứng thú, có thể tham gia, rất dễ thu được lợi nhuận khả quan. Ngoài ra các khoản phúc lợi xã hội cũng tăng lên, giúp bản mệnh có nguồn lương hưu đảm bảo, không phải phụ thuộc vào con cháu. Tuy vậy, gia chủ cũng cần phải chú ý vì tử vi chỉ ra có dấu hiệu phá tài, tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, chi tiêu mua sắm cho dịp cuối năm. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng của tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay của bạn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe khá tốt, không tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, bệnh vặt khó tránh, thỉnh thoảng cơ thể xuất hiện những trục trặc nhỏ, nhưng gặp đúng thầy, đúng thuốc, được chữa trị tốt, không gây ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt. Với một số người, đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan và không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Các gia chủ tuổi Đinh Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này gia chủ có nhiều cơ hội kết giao với những người bạn chung chí hướng, chung sở thích và có người còn giúp ích rất nhiều cho việc mở rộng và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, duyên khác phái quá vượng đôi khi có thể gây phản ứng phụ, nhất là với những người đang có gia đình. Bản mệnh có thể rơi vào một số tình huống khó xử, không thể từ chối hoặc bị hiểu lầm. Tốt nhất nên giữ mình trước những cám dỗ để không tạo ảnh hưởng xấu tới gia đình và những người thân yêu. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022 tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Đinh Dậu, trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 1 năm 2022, tức ngày 7 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 1 năm 2022, tức ngày 19 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Dậu trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 1 năm 2022, tức ngày 8 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 1 năm 2022, tức ngày 20 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công, bởi vì mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải này của Phong Thủy Gia Cát thì chúng tôi cũng mong rằng là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để từ đó thì chúng ta có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.